Rồi hello, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục cập nhật cái thông tin về Hồ Văn Cường. Và ngày hôm qua thì tất cả chúng ta đã chứng kiến một cái lễ cúng thất 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung. Và em đã phải đi lục tung hết tất cả những cái bức ảnh của chính người thân, gia đình ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải, cũng như là hôm qua đã trực tiếp quay clip phát trực tiếp tại cái buổi mà cúng thất 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung và đi khắp trong đó luôn. Nhưng có một sự thật là Hồ Văn Cường đã không xuất hiện. Và rất nhiều thông tin hiện nay thì cho rằng là vào cái buổi cúng thất đó thì Hồ Văn Cường chưa tiêm vaccine mũi thứ hai, cũng như là gia đình Hồ Văn Cường. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là đây là cái cơ hội rất tốt, cũng như là đây là một cơ hội để Hồ Văn Cường sẽ quay trở lại với truyền thông, báo chí và để xuất hiện. Và cũng trong một cái buổi cúng thất nó rất quan trọng để người thân, gia đình tưởng nhớ đến người đã mất, và đặc biệt là để một cơ hội để Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường sẽ thắp một nén nhang tưởng nhớ đến người đã giúp mình để có những cái tên tuổi ca sĩ Hồ Văn Cường, cũng như là gia đình Hồ Văn Cường để có được cái cuộc sống như ngày hôm nay. Thì không thể nào mà quên đi cái công ơn của ca sĩ Phi Nhung. Nhưng tất cả cái điều đó thì nó đã không xảy ra. Hồ Văn Cường không xuất hiện thì bây giờ có thể nói rằng đó là một người vô ơn, bởi vì là đây là một cái lễ cúng thất rất lớn, tất cả các con nuôi đều đến và Hồ Văn Cường thì lại không đến. Và nếu như Hồ Văn Cường không đến thì bố mẹ Hồ Văn Cường đến cũng được và cũng không thấy luôn. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái sự việc này thì Hồ Văn Cường cùng gia đình đã không còn nhớ gì đến một tình cảm, một tình mẫu tử, một người đã giúp mình để có được cuộc sống như ngày hôm nay nữa, và đã có thể nói là vong ơn bội nghĩa, đúng không? Bởi vì đây là một cái cơ hội rất là lớn mà để cho Hồ Văn Cường sẽ lấy lại được trái tim của khán giả, cũng như là một cơ hội để có thể tỏ những cái lòng thành để mà biết ơn về người mẹ đã quá cố của mình, có thể đến để thắp một nén nhang. Nhưng tất cả những người con nuôi đã có mặt và Hồ Văn Cường thì đã không thấy đâu. Thì nhiều người có những cái lý do rằng là Hồ Văn Cường đến đây thì có thể là không được nhiều người tiếp đón, hay là Hồ Văn Cường bị cấm cửa đến cái tang lễ này, hay là Hồ Văn Cường đến thì sẽ bị thế này, bị thế kia. Thì tất cả cái đó thì chúng ta không quan tâm. Nhưng ngược lại kết thúc là Hồ Văn Cường không đến, bởi vì có thể Hồ Văn Cường đã bảo vệ cho cái danh tiếng của mình, hay là đã ở ẩn trong suốt cái quá trình mà ca sĩ Phi Nhung đã nằm xuống. Và Hồ Văn Cường hiện tại thì chúng ta đã biết là không xuất hiện ở bất cứ đâu, không lên tiếng và cũng không có đến để cúng 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung. Thì bây giờ còn gì để nói nữa? Bây giờ không còn gì để nói nữa, bởi vì là như trước đây chúng ta còn bảo là do sắp đặt, do này kia. Nhưng bây giờ thì kể cả rằng là quản lý dưỡng phạm cũng như là đội ngũ ekip của ca sĩ Phi Nhung có cấm, nhưng mà Hồ Văn Cường vẫn muốn đến để thắp nhang thì ai cấm được, đúng không? Bởi vì sẽ còn rất nhiều người ủng hộ. Nhưng mà chúng ta đã biết rằng là đã phải lùng sục hết những cái video, và hôm qua thì mình đã đến để quay trực tiếp cho tất cả mọi người xem và cái buổi lễ cúng thất của ca sĩ Phi Nhung, cũng như là rất nhiều quý vị khán giả đã hỏi là có Hồ Văn Cường hay không. Và đó là những cái mà mọi người đang muốn chờ đợi rằng là Hồ Văn Cường có thể đến để thắp nhang cho mẹ. Nhưng chúng ta đã thấy rằng là rất nhiều những đứa con nuôi nói chung là còn nói rằng là những cái câu mà nghe là muốn chảy nước mắt luôn. Có một đứa con của ca sĩ Phi Nhung rất là nhỏ và nói rằng là tóc đã để dài rồi mà chưa thấy mẹ về, đúng không? Và đó thì mọi người, những người con của ca sĩ Phi Nhung rất là buồn khi đến để tưởng nhớ về mẹ của mình, cũng như là để thắp cho mình một nén nhang, cho mẹ mình một nén nhang ở trong cái lễ cúng thất là 49 ngày. Nhưng Hồ Văn Cường là một người con nuôi thì có thể nói rằng là đã không còn một cái tình cảm nào nữa, không còn một cái gì liên quan đến ca sĩ Phi Nhung nữa. Và cũng theo nhiều nguồn tin thì lại nói rằng là bên đội ngũ quản lý ca sĩ Phi Nhung thì đã cắt khăn tang của Hồ Văn Cường, cũng như là cấm cửa Hồ Văn Cường đến. Thì trước cái ngày diễn ra tang lễ thì cái quản lý của ca sĩ Phi Nhung đã lên để nói tất cả quý vị về cái điều đó rồi, là không có cái chuyện mà gia đình cấm Hồ Văn Cường, bên gia đình ca sĩ Phi Nhung cấm Hồ Văn Cường đến, mà bất cứ ai cũng có thể đến, kể cả khán giả các bạn, đúng không? Bất cứ ai cũng có thể đến, bởi vì ngay cả mình thế thôi, mình đăng ký thì mình đến quay bình thường, không ai cấm cả. Nhưng Hồ Văn Cường tại sao lại không đến? Và trong khi đó thì những người giúp đỡ Hồ Văn Cường cũng đến, ví dụ như là danh ca Ngọc Sơn đó cũng đã đến và trực tiếp còn có ý là ngỏ ý là trao 5 triệu, nhưng mà bên sư cô đã từ chối số tiền đó. Để có thể là chúng ta có thể thấy rằng là Hồ Văn Cường hiện tại đã bằng vô âm tín, và mình tin rằng là những cái sự việc mà chúng ta có thể đồn thổi rằng Hồ Văn Cường là một người vô ơn là không sai, bởi vì ngay cả những cái trước đây mình nói rằng là mình là một người đứng ở giữa và mình không muốn chửi bới ai, không muốn chê trách Hồ Văn Cường, bởi vì còn rất nhiều những cái sự việc. Nhưng mà đây là một cái buổi mà có thể nói rằng là cúng thất rất là lớn ở tại Việt Nam, có thể nó thay một cái tang lễ các bạn ạ, bởi vì tang lễ ở Việt Nam có được tổ chức rồi đó. Thì cái chung thất này nó là thay một cái tang lễ để cho tất cả quý vị khán giả, những người yêu mến ca sĩ Phi Nhung có thể đến thắp một nén nhang, cũng như những anh em nghệ sĩ. Và tại sao một người được trông đợi nhất là một người con đúng không? Tất cả những người con đã đến mà duy nhất một người lại không đến đó, và cả bố mẹ Hồ Văn Cường cũng không đến luôn. Thì nhiều người lại bảo rằng là không phải là do Hồ Văn Cường không muốn đến, và nhiều người thì ngăn cấm này kia, nhưng mà một người đã muốn đến thì làm sao mà ngăn cấm được. Và kể cả mình đã nói với tất cả quý vị rồi là hôm qua mình phát trực tiếp mình đi tìm Hồ Văn Cường mà không thấy, và hôm nay thì mình lại bắt đầu mình lên trên những cái ảnh, những cái diễn đàn cũng như tất cả những kênh YouTube về gia đình ca sĩ Phi Nhung đăng tải, mình xem là có sót hay không. Bởi vì nhiều người nói là có thể Hồ Văn Cường xuất hiện nhưng mà không muốn lộ, thì mình cố tìm kiếm và không thấy, thì chứng tỏ rằng chúng ta có thể thấy rằng là Hồ Văn Cường đã quên đi cái tình cảm, quên đi những cái công ơn nuôi dưỡng người mẹ của mình. Và bây giờ thì kể cả Hồ Văn Cường có lập một cái bàn thờ ở nhà để tỏ lòng biết ơn thì nó cũng là vô nghĩa, bởi vì tất cả chúng ta là đến một cái chùa Pháp Vân đó để tưởng nhớ cơ mà. Tại sao Hồ Văn Cường lại không dám xuất hiện? Bởi vì là đây là, nếu như hôm qua mình đã nói rồi, nếu như Hồ Văn Cường xuất hiện ấy thì nó sẽ có hai cái nội dung. Một là có thể bỏ đi cái tôi, bỏ đi cái sĩ diện, chấp nhận mọi thứ để đến thắp nhang cho mẹ, thì chắc chắn rằng sẽ được cộng đồng mạng sẽ nói rằng Hồ Văn Cường vẫn nhớ đến cái tình cảm mẹ con và bỏ qua tất cả để đến. Nhưng nó lại hoàn toàn khác. Hồ Văn Cường đã bảo vệ cho cái cá nhân của mình, bảo vệ cho danh tiếng của mình và trốn lủi luôn. Thì bây giờ mình cũng không hiểu là Hồ Văn Cường sẽ quay trở lại với sân khấu kiểu gì, khi mà một cái buổi lễ chung thất của người mẹ của mình mà không đến để thắp một nén nhang thì có phải là vô ơn không, đúng không? Thì người ta nói rằng là một ngày làm cha thì cả đời làm cha, một ngày làm thầy cả đời làm thầy. Và ca sĩ Phi Nhung thì vừa giúp đỡ Hồ Văn Cường, vừa giúp đỡ gia đình Hồ Văn Cường, và đặc biệt là để có cái tên ca sĩ Hồ Văn Cường ngày hôm nay thì không thể nào quên được cái công ơn của ca sĩ Phi Nhung đâu. Và nếu như không có ca sĩ Phi Nhung giúp đỡ thì làm gì mà Hồ Văn Cường được như ngày hôm nay, đúng không? Và đặc biệt là tất cả ai cũng trông mong Hồ Văn Cường xuất hiện, nhưng mà bây giờ vẫn còn nhiều người vẫn bảo vệ Hồ Văn Cường và nói rằng là có thể là em đấy thế này bị thế kia, rồi gia đình này kia cấm. Mà hôm trung thất vào ngày hôm qua thì cũng có cả Trang Khàn, Diễm Phạm, nói chung đầy đủ hết, không thiếu ai cả. Nhưng mình không hiểu tại sao lại Hồ Văn Cường lại không đến. Bởi vì là ở đây ấy, là một cái buổi lễ để cúng thất 49 ngày thì ai cũng có thể đến để có thể thắp nhang, kể cả những người hâm mộ khán giả. Và mình cũng đi quay khắp những cái nơi khuôn viên diễn ra cái sự kiện đó và không thấy Hồ Văn Cường xuất hiện, và ngay cả bố mẹ Hồ Văn Cường cũng không đến luôn. Thì mình không hiểu là tại sao người ta có thể là vô ơn mức độ như vậy, qua cầu rút ván như vậy, đúng không? Mà quý vị khán giả ở đây cũng biết rằng là cái thông tin về cái việc Hồ Văn Cường lùm xùm với ca sĩ Phi Nhung thì mình là người ở giữa thôi, mình cũng không muốn phân tích đá đậm bên nào, bởi vì ở bên nào cũng có fan hết, ngay cả Hồ Văn Cường cũng có rất nhiều người yêu mến, và ca sĩ Phi Nhung cũng như vậy. Và ca sĩ Phi Nhung thì là một người mẹ nuôi giúp đỡ cưu mang Hồ Văn Cường và gia đình của Hồ Văn Cường, nhưng đến ngày qua đời mất đi thì người con của mình cũng không đến để thắp một nén nhang, đúng không? Bởi vì như chúng ta đã biết là đến cái chùa Pháp Vân đó, đây là một cái cơ hội lớn để Hồ Văn Cường có thể xuất hiện với công chúng, cũng như để lấy lại những cái tai tiếng mà đã gây ra. Bởi vì Hồ Văn Cường đã im lặng suốt cái quãng thời gian là 40 ngày điều trị, đến khi ca sĩ Phi Nhung qua đời thì cũng không có lên tiếng, và chỉ khi nhận được tiền mới lên tiếng. Và bây giờ thì cũng có thể nói là khi nhận được tiền rồi thì Hồ Văn Cường không còn quan tâm đến người mẹ của mình nữa, cũng coi như là cái thông tin nói rằng là bên quản lý đã cắt cái khăn tang của Hồ Văn Cường rồi. Và nhiều thông tin thì lại cho rằng là Hồ Văn Cường đang ở bên Mỹ, thì tại sao Hồ Văn Cường ở bên Mỹ thì lại không đến dự cái tang lễ, dự cái chung thất 49 ngày ở bên Mỹ, đúng không? Tại sao lại không đến? Mà bây giờ thì mình dám chắc chắn rằng là cái thông tin mà Hồ Văn Cường thì hiện tại ai cũng muốn biết, bởi vì ai cũng muốn rằng là biết để Hồ Văn Cường như thế nào rồi, và tại sao lại không đến để thắp nhang cho mẹ của mình. Mà cũng như mình đã nói ở hôm qua, và nếu như Hồ Văn Cường không đến thì có nghĩa Hồ Văn Cường là một người vô ơn, và gia đình Hồ Văn Cường cũng như vậy. Và cũng nhiều người quý vị khán giả cũng nói rằng là mình không ở trong cuộc thì mình không thể hiểu được, nhưng chúng ta phải nhìn nhận sự thật rằng là tại sao một cái cơ hội như vậy, đúng không, một cái ngày lớn như vậy mà Hồ Văn Cường lại không đến. Thì nếu như không đến thì có nghĩa là Hồ Văn Cường hiện nay đã không còn một cái gì dính líu đến gia đình ca sĩ Phi Nhung nữa, cũng như tất cả mọi cái liên quan đã cắt đứt. Và cái sự thật về cái việc là cắt khăn tai hay không thì cũng đấy là thông tin chưa được kiểm chứng, bởi vì là cái thông tin đấy mình nghĩ là sẽ không có đâu, và sẽ do cá nhân của Hồ Văn Cường với lại là bố mẹ Hồ Văn Cường thôi. Và hiện tại Hồ Văn Cường ở đâu thì cũng không ai biết. Và tang lễ vừa xảy ra xong thì Hồ Văn Cường đã không, từ lúc mà ca sĩ Phi Nhung qua đời, tang lễ diễn ra ở bên Mỹ thì Hồ Văn Cường cũng không có lên tiếng bất cứ một cái câu nói nào nữa. Mà bây giờ thì nhiều người cho rằng là Hồ Văn Cường là người vô ơn là không sai, bởi vì giờ mình cũng là một người ở giữa để phân tích những cái sự việc này, nhưng đến cái buổi chung thất 49 ngày mà nó không đến thì mình không hiểu là đấy là một cái lý do gì nữa. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là Hồ Văn Cường mới năm nay mới 18 tuổi, suy nghĩ có thể là rất là nông cạn, còn nhỏ và chưa có thể hiểu được như những người lớn người ta phân tích. nhưng mà bố mẹ Hồ Văn Cường chả nhẽ lại không biết điều đó, đúng không? Bố mẹ Hồ Văn Cường và Hồ Văn Cường thì mình nghĩ là nếu như vẫn nhớ đến cái tình mẫu tử, vẫn nhớ đến cái công ơn và nhớ đến cái người đã giúp mình, cưu mang mình từ ngày xưa, là bố mẹ Hồ Văn Cường vẫn ở quê đi làm ruộng, làm nông, đúng không? Mà được lên thành phố công việc như vậy và con của mình nổi tiếng thì người ta nói là bố mẹ hy sinh vì con mà, đúng không? Còn đây là bố mẹ Hồ Văn Cường đã làm tất cả để có một cái tên ca sĩ Hồ Văn Cường như ngày hôm nay thì nhờ ai, đúng không? Nhiều người nói là giọng hát của Hồ Văn Cường hay, nếu không có ca sĩ Phi Nhung thì Hồ Văn Cường vẫn nổi tiếng, thì mình tin chắc là vẫn nổi tiếng nhưng nó không đến với cái mức như ngày hôm nay, bởi vì đã được đi sang nước ngoài lưu diễn, đúng không? Với lại cái tên là danh, cái mang danh là con nuôi ca sĩ Phi Nhung nó phải khác đó. Thì cái chúng ta đã biết là về cái ca sĩ Phi Nhung là một người mà đắt xô nhất trong những cái show diễn, bởi vì là một ca sĩ đã quá nổi tiếng và đã giúp đỡ Hồ Văn Cường và để có Hồ Văn Cường có thể thành công. Mà hiện nay thì chúng ta đã biết là những cái thông tin về Hồ Văn Cường đã không được đăng tải, và đặc biệt là Hồ Văn Cường đã im luôn, ngay cả ngày 49 ngày cũng không đến thắp nhang, thì mọi người sẽ tự hiểu về cái câu chuyện này. Và Hồ Văn Cường mình tin rằng là rất là hiện tại sẽ rất là khó để có thể quay trở lại, bởi vì là bây giờ ngay cả một cái buổi quan trọng như vậy mà Hồ Văn Cường không đến, bố mẹ Hồ Văn Cường không đến thì đấy là quá vô ơn rồi còn nói gì nữa, bởi vì giờ người ta đã mất rồi mà cũng không đến để thắp nhang. Bởi vì là cái nguồn tin hiện tại nó nhiều lắm, nó thông tin nó nhiễu loạn và nó không có giống nhau. Và nhiều người thì nói rằng là Hồ Văn Cường chưa tiêm, nhưng mà mình tin rằng là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì đã tiêm hết rồi, tiêm 1-2 mũi hết rồi, đang ở trong những cái khu vực mà dịch bệnh là, đúng không? Tại sao Hồ Văn Cường lại không đến? Nên là đấy là những cái lý do thôi. Còn nếu như mình nghĩ rằng là đã mọi thứ đã chuẩn bị từ trước thì Hồ Văn Cường sẽ phải xuất hiện để thắp nhang cho mẹ, và những cái điều đó thì đã không xảy ra. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nhất để đưa cho tất cả quý vị và các bạn. Đây là tất cả mọi người sẽ cùng đăng ký kênh và like cái video này để ủng hộ, và mình sẽ tiếp tục ra những thông tin mới nhất, như cập nhật thông tin mới để đưa cho tất cả quý vị và các bạn được tham khảo những nguồn thông tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video sau.